Sáng ngày 8 tháng 11, Công đoàn ngành giáo dục Đà Nẵng đăng thông tin cảnh báo việc xuất hiện văn bản giả mạo Sở Giáo dục Đào tạo Đà Nẵng. Văn bản giả mạo thông báo cho học sinh toàn thành phố Đà Nẵng nghỉ học ngày 8 tháng 11 vì mưa lớn và ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới. Văn bản này có dấu đỏ và người ký là bà Lê Thị Bích Thuận, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Đà Nẵng và ngày ký là ngày 7 tháng 11 năm 2023. Qua xác minh, công văn giả mạo này được chỉnh sửa từ công văn trước đó của Sở Giáo dục Đào tạo Đà Nẵng, ban hành ngày 17 tháng 10 năm 2023. Ông Trần Nguyễn Minh Thành, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Đà Nẵng cho biết, bên cạnh việc thông tin cho trường học, trên trang Công đoàn ngành giáo dục Đà Nẵng cũng đã đăng tin, nhắc nhở phụ huynh và học sinh cẩn trọng, chỉ tiếp nhận thông báo từ giáo viên chủ nhiệm,